À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chojo Hồ Tuyệt Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã gần như xử xong thằng Đông La Mã rồi. Kế hoạch thì mình sẽ xử lốt một cái làng này của nó và xong có thể mình sẽ bắt mấy thằng này làm chư hầu thử xem. Mình cũng chưa thử bắt chư hầu mấy thằng này bao giờ nhưng hôm nay mình sẽ thử. Đấy. Mình rất thích cái đội này này nhưng mà làm thế nào mà bắt được thôi. Không bắt được. Chắc là cử vài quân đoàn đến đấy để bắt chư hầu mấy thằng này được. 18 cái xe bắn đá. Ok. On the move, my lord. Is that all, my lord? Khử luôn. Khử luôn. Vua này. Ok. Trên kia còn một quân đoàn nữa. Trên kia có một đội quân nổi dậy. Chính xác đó là quân nổi dậy. Ở đây thì chúng ta sẽ đập vào đây này. Và sẽ chiếm lốt vùng này. Ok. Mọi việc đã xong. Khu viên dưới này chúng ta cần ổn định. Và mình đang mua tiếp tục cho các cái quân đoàn về để mua quân các bạn ạ. Rồi. Đâu rồi? Đây. Chúng ta cần phải có một sự bổ sung thêm về mặt lực lượng. Mình nghĩ là như vậy. Tiếp theo nữa thì thanh niên này sẽ được mua quân tiếp nữa chứ nhỉ? Chúng ta cần phải mua ít nhất là khoảng tầm có thể thêm một spy nữa. Gái gọi là nghề à? Được đấy, cái tên nghe cũng đã được đấy. Tính La Mã. Rồi chơi mấy con lạc đà chất này luôn này, lạc đà giáp vàng này luôn này, cho nó chuất này. Rồi phía bên này thì mình vẫn đang duy trì hai quân đoàn. Trong trường hợp mà có chiến tranh thì hai quân đoàn này sẽ là lá chắn tiên phong, hoàn toàn mình không sợ. Mình đang dồn lực lượng và mình sẽ xây dựng tiếp thêm cái lực lượng. Ở phía đông thì mình đang sử dụng một quân đoàn đóng chắn ở đây rồi. Mình không sợ nữa. Có thể mình sẽ phải đóng một quân đoàn ở đây để làm điểm tựa. Khoảng tầm một quân đoàn ở đây này. Ở đây. Và đây, một quân đoàn nữa. Như vậy chúng ta cần khoảng tầm 3 đến 4 quân đoàn nữa đóng ở khu vực này. Nếu trường hợp chiến tranh xảy ra, chúng ta sẽ có thể tấn công đáp trả ngay lập tức. Và khu vực này là khu vực chúng ta phải làm như Stamatia. Đúng rồi. Đây là một trong những khu vực chúng ta cần phải kiểm soát này. Mỏ vàng. Đây. Như vậy là có một cái vùng là chưa khai thác. Có thể mình sẽ cho cái hạm đội mình lên đấy và có điều mình đang xem là mình nó có bao nhiêu hạm đội đấy. Yeah. Có cái vùng nào mà nó tăng về cái hải quân nhỉ? Phí xây dựng thuế suất ở vùng này. Lượng lính hải quân tuyển dụng ở một phe phái ở đây. Có cái vùng cảng này có thể mình sẽ thành lập một cái hạm đội hải quân, một cái cảng hải quân đi nhỉ? Như vậy thì mình bỏ được cái công trình này đi. Đúng rồi. Công trình này tốn khá nhiều thực. Hoặc là mình chuyển đổi sang công trình khác. Vệ sinh ở các cái vùng này nó cũng khá cao. Đấy rồi, chúng ta có một cái hãng cảng hải quân đây rồi, mình không cần bỏ. Quá tuyệt luôn. Thậm chí là chúng ta có thể thành lập thêm hai hạm đội nữa. Tất nhiên là thành lập một đốc công đây rồi. Rất tuyệt vời. À, chúng ta có pháo hạm rồi. Chúng ta có thuyền đâm húc đây rồi. Cái thuyền phun lửa này mình thấy nó vô dụng lắm. Bốn chiếc thuyền đâm húc là một cái sự lựa chọn không tồi.
rất rẻ các bạn. Upkeep của nó rẻ bèo luôn. Assembling the fleet. We need good strong man. We're going to need a bigger fleet. Recruiting ships. Chúng ta cần vài thuyền đâm húc. It is an honor to serve you. Rồi. Fleet reporting, my lord. Phát triển thêm cái hạm đội nữa. Chúng ta có thể hai hạm đội cơ mà. Cứ bình tĩnh. Rồi, một quân đoàn đây. Quân đoàn này đang mua quân ở đây. Ok. Thanh niên này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thừa. Ready for battle. 8 đội rồi. 3 cái xe bắn đá, 6, 4 đội cung. Nếu bắt được mấy thằng La Mã thì có thể mình sẽ bỏ đội cung đi, thay bằng 4 thằng Spy của La Mã thì tuyệt đấy. Đấy, bây giờ kế hoạch là như vậy. Mình chờ lốt cái quân đoàn hạm đội này nữa. Chuẩn bị rút hạm đội xuống dưới này cũng được. À, mấy cái hạm đội này không cần mua cái thuyền này vội. Chờ mấy hạm đội kia xuống mua cái thuyền đo con, thuyền pháo cho nó. Và chúng ta sẽ tập trung được khoảng tầm 2 hoặc 3 hạm đội sang bên này. Ở đây nó có một cái cảng, hai cái cảng này. Phong tỏa cả hai cái cảng này lại. Nghĩa là chúng ta cần có hai hạm đội ở đây. Ở khu vực phía nam này thì mình xem mình có cần. Đây có hạm đội đây rồi, nhưng mà có lẽ khu dưới này không cần hạm đội quá mạnh. Vì chúng ta chỉ cần phong tỏa, nếu chiếm được đây phong tỏa luôn cái cảng này. Hai cảng này, ba cảng này. Phong tỏa và không chiếm nó mới là một thượng sách. Nhưng mà một cần một hạm đội thôi, không cần nhiều đâu. Quá cảng để cho chúng nó không ra được cũng là một cái cách rồi. Nubian công kích. Thay thế Nubian tiến công cướp biển. Cướp biển đột kích sa mạc. Nói chung là quân đội của chúng ta đang nâng cấp, đã nâng cấp đến gần như mắc rồi đấy. Gần mắc cái nhánh quân sự rồi. Quân của chúng ta là khá mạnh đấy. Quay trở lại sa mạc thôi. Không nên tiến quân quá xa ở khu vực trên này. Nhưng mà cái lượt này xem còn công trình gì xây thì của mình sẽ xây đấy. Vùng này bây giờ không để tuyển quân nữa thì sẽ đập nó đi. Đặc thực lên. Vùng này thực cái vùng này nhiều ghê nhỉ. Mặt khoăn không biết có nên nâng không. Nếu không nâng thì để cũng chẳng để làm, để này làm gì. Vệ sinh tốt nhỉ. Cộng 5 vệ sinh cho toàn vùng. Mà công trình ở đây nó ổn rồi. Ra công trình này để thăng thực à? 40 chuyển sang công trình này chúng ta sẽ có 101 lương thực luôn. Trừ tiền. Quân cảng cấp 3. Quân cả cấp 3. Mình còn chưa nâng cấp công nghệ để lên cái nhà thuyền nên đánh cả những cá lên nên là thiếu thực là phải rồi. Thôi qua lượt đã. Xem mấy vùng này nào. Ui ồ. Sửa đã.
Asia. Vùng này vẫn còn bạo loạn lắm. Arabic. Tasia. Syrian. Xây cái công trình tôn giáo lên phát thì chị An nó lên ác thật. Vùng này xây cái công trình tuyển quân hết. Âm thực ngay. Âm thực thì mình cũng không sợ lắm, bởi vì âm thực thì nó chỉ trừ tí chị An của bạn thôi. Không sợ lắm. Rồi. Vệ sinh dịch tễ ở vùng này cực cao, nó đập cái công trình kia đi thoải mái. Lương thực vẫn ổn, để lại đã. Libya. Lương thực rất nhiều, lên thoải mái đi. Vùng này được cái gì? Chống sự chiếm đóng. Chống lại chiếm đóng trừ 20% cho toàn phe phái. Cộng trị an cho phe phái. Ngon nhỉ? Rồi, ok. Tình hình tạm ổn rồi. Chúng ta sẽ xử lý phía Bắc đã. Qua lượt đi. Ok. Mấy ông dợ này ông cứ đứng trên đất, đứng ở đất của thằng Sassanid mà cướp đất của nó lại đập cho. Bây giờ là mình đang chơi khá thân với, ở tập trước thì các bạn cũng thấy rồi, mình dùng cái chính sách gọi là kẻ thù là bạn để mình có thể chơi khá thân với mấy thằng dợ, mấy thằng Viking ở phương Bắc. Và Langobard này, mấy thằng Viking này đấy, và mấy thằng dợ. Nói chung là bây giờ thì mình khá ổn. Đế quốc Đông La Mã bây giờ còn gì nữa đâu. Mình đang cần phải duy trì. Đúng rồi. Mấy cái hạm đội của nó mình không muốn diệt, bởi vì là cái để kệ nó cũng chả đánh được ai nữa. Hạm đội đấy là quá yếu để có thể. Quân ly khai của Tây La Mã đông ghê. Nội chiến. Nội chiến mẹ gì đấy? Quánh nhau à? 50% cộng 2,3%. Chúng ta sẽ cố gắng duy trì. Và để thằng này cần mua mấy thằng cung. Dị giáo ảnh hưởng. Dị giáo La Mã suy tàn. Trừ vui. Chị An cộng thêm. Đó, chúng ta sẽ bị phạt chị An nhưng mà không sao. Chúng ta thả bị phạt chị An còn hơn nè. Có biết dùng thằng này không nhỉ? Ném lao thì thực ra bị khó chơi lắm. Đang to vãi lúa nhỉ. Our Lord needs good fighters. At your service. All men must
Chúng ta có đủ lực lượng ở vòng này. Tiền cũng đang khá khá rồi. Hôm nay tiếp tục đập đi, không xây nhà lính nữa thì đập đi. Có tăng thêm lương thực. Africa cộng 7. Chị An bắt đầu khôi phục. Bạn thấy là vấn đề chị An nó là một cái vấn đề rất là đau đầu ạ. Sản xuất đá. Máy lương thực nhiều thì cứ từ từ lên cái nhánh hỗ trợ trước. Chị An hôm nay cũng tạm lên thực luôn, kéo hết. Trừ 5 vệ sinh. Chỗ này chỉ việc xây cái ruộng nữa thôi. Tôn giáo của mình mạnh hết rồi. Sợ nhỉ? Như này mà vẫn không lại được. Công trình tôn giáo vẫn có phải xây công trình tôn giáo mới lên được. Tasia cái này bắt đầu đập, xây công trình tôn giáo là tốn thực ấy, đùa đâu. Lên cái này lên chỉ được cái đội cưỡi ngựa. Kutero Zetai cưỡi ngựa. Chả biết có mạnh không. Chị An nó đang âm. Hết tiền không sửa chữa được rồi. My lord, lay siege to the settlement. Kiểu sao nốt cuối cùng này đã. Mày làm chư hầu anh một phát là trước đập sau mà mày dám làm loạn luôn. Quá lao. Kiểm soát hết toàn bộ vùng này. Còn lại cái vùng kia cho nó đất của nó để nó làm chư hầu. Cho nó có mảnh đất cắm rùi là được rồi. Nhiệt huyết của thằng này quá cao rồi, không cần tăng một điểm là được. Đúng, khổ báo thế nhỉ. Đây. My lord, let them cower before our might. Bắt một thằng đệ phát.
This faction has now become your tributary state, or puppet state, taking advantage of your military might in exchange for a percentage of their income, and in the case of puppet states, unlimited military access. Thông minh, however, puppet nợ states may find themselves dragged into a conflict not thằng tướng này 29 tuổi, rất giỏi. Thanh niên này khả năng mà cho nhận con nuôi cũng được. 29 tuổi. Quyền lực của chúng ta bị suy giảm kinh quá nhỉ. Chết thật. Bắt ngay mấy thằng con nuôi về. Chín tuổi đây thằng này đây. Qua bút, thằng tên là qua bút. Ready for battle. Ready for battle. Thanh niên này à? Mới được cái chai gì? My lord. Thằng này nhiệt huyết của nó cao, vãi trưởng nhỉ. Fleet reporting, my lord. Và đập thằng đông thằng này đã để kiếm mấy khẩu pháo. At your command. Quân đoàn này vùng này lượt sau sẽ có nổi loạn. Tốt rồi. Mua quân. Chúng ta đang tiếp tục mua quân để một cuộc chiến cuối cùng với người Sassanid để xem ai là bá chủ Trung Đông. Đây là cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Cuộc chiến giữa Ba Tư và Ả Rập. Chúng ta là thuộc phe Ba Tư, còn Sassanid là thuộc phe chúng ta là thuộc phe Ả Rập, còn Sassanid là phe Ba Tư. Cuộc chiến hàng nghìn năm nay rồi. Dẹp loạn giúp anh à? Tốt. Cuộc nổi loạn ở nội chiến. At
your command. We fight for you, my lord. Hai cái xe bắn đá nữa. On the move, my lord. Your next command, my lord. You there, get to work. Mua mấy con lạc đà. It is a great and glorious thing to fight for our cause. Come, join our ranks. Chơi nhiều lạc đà tí cho nó chuất. Vùng này lương thực khá nhiều, không phải xoắn. Chị An thì chưa lên được nên là cứ từ từ. Tốn khá nhiều tiền, không phải đơn giản. Công trình của đạo Do Thái. Đạo Do Thái này. Mấy cái vùng mới chiếm này mình sẽ phải tập trung xây dựng trước nhỉ. Cái vùng nào chị An, Thasia và đang tụt này. Nhất những vùng trị an nó đang tụt, phải xây trước. Vùng này bắt đầu đi lên rồi. Mọi việc vẫn ổn. Syria. Hoàng mạc Sara. Palestine có thể ở vùng này mình sẽ có. Ồ, nhưng mà xây nhà lính ở đây mình hết thực. Chưa nghĩ ra. Gì đây? Để hồi được chắc còn khá lâu ấy. Xây công trình tôn giáo lên đã cho yên tâm. Chị A nó phải là số dương đấy, vẫn cứ là số âm thì rất khó nói chuyện. Cái này cho nó tăng thêm lương thực lên xíu. Không có lương thực. Tôn giáo của chúng ta chiếm được bao nhiêu phần trăm rồi? 52% và tốc độ tăng bắt đầu cũng chỉ được có hơn một. Quyền lực. Hơi thấp rồi. Nhổ hết bọn này về đã để tăng cường cái lực lượng cho phe của mình. Phú Hòa, kinh không? Hòa
ready for orders. Ready for battle. Quỷ đá. Ready for orders. Thằng Tây La Mã đã chiếm được vùng này à? Nó có mấy cái xe bắn đá thế này. We fight for you, my lord. Anh em sang đấy hốt xe bắn đá nó. At ease, my lord. Đây chúng ta có hai hạm đội mà. Your orders, my lord. It is an honor to serve you. Tình hình của quân đây nào rồi, phải nhanh khẩn trương đưa quân sang bên giới, không phải chết bây giờ chứ đùa rồi. Đưa quân áp sát biên giới của Sassanid nhanh không nào. Nguy hiểm cận kề. Vùng này chưa thể rút quân đi được đúng không? Tiếp tục phải xây công trình tôn giáo lên, cả ba công trình tôn giáo ở vùng thì mới ăn thua được, tăng được cái tỷ lệ đạo Do Thái của chúng ta lên được. Ồ, thằng này nó khôi phục lại Roma này. Ostrogoth, mình đốt sạch thì bây giờ nó đang khôi phục lại. Dù sao nó cũng là một cái phe phái thân thiện với mình thì mình cũng không sợ lắm. Mình vẫn đang duy trì một cái mối quan hệ chiến tranh với mấy thằng nước Anh nên là mình giữ được cái điểm ngoại giao bọn này. Đông La Mã tàn rồi. Phía bên trên đã bị đốt sạch rồi. Hung nô nó đốt sạch, không còn gì luôn. Ra lệnh. Cán cân sức mạnh bắt đầu nhỉnh lên đây rồi. Chúng ta sẽ cần thêm vài thằng con nuôi nữa. Cán cân sức mạnh là 44%. Vẫn chưa ổn.
công trình tôn giáo. Chị An ổn ổn đấy. Vùng nào chị An nó phải ổn ổn tí. Mỏ chì. Cái vùng này chưa thể ổn được. Chị An cho Attila này nó một cái công cuộc quá trình cực kỳ nan giải. Vấn đề vệ sinh nữa đã bắt đầu cải thiện rồi mà sao vẫn bị trừ thế? Lâm lên phát bị âm thực ngay. À, thiếu thực A à, sửa đổi nha. Thiếu thực. Chiếm được cái vùng kia nữa thì mới ổn được. Còn một cái thằng sợ đâu nhỉ? Đây à? Không sợ, mấy thằng này chả làm được cái gì. Chứ biết Sassanid nó làm gì. At your command. Get the fortifications ready. Trời đang tơi tuyết rơi thì mình cắm trại thôi. Get to work. Di chuyển là mất quân. Ready for orders. Nó rất nhiều pháo. Hy vọng bắt được khẩu pháo nào thì tốt. My lord. Advance. You have further orders? Doanh trại lính đánh xa. Ôi giời. Sao mày không doanh trại lính bộ binh? Ready for orders. Get to it, man. Ready for battle. Thống đốc này gớm nhỉ. Chỉ số nét thế. Về sau này mình ít có tướng tải quá, toàn tướng củi mắp bắp. Thành lập quân đoàn thì cái quan trọng nhất đầu tiên đó là cái xảo quyệt. À, bọn này bắt đầu phục quốc rồi. Xây dựng nhà cửa khắp nơi. Chả biết Hung Nô ở đâu. Hung Nô vẫn đang thời kỳ đi tàn phá thế giới mà. Có thể mình sẽ bắt cả Sassanid, cả Đông La Mã và Tây La Mã làm chư hầu nhỉ.
Có thể tuyển được thêm ít quân ngon ngon tí. Mọi khôi phục được cái vùng đất miền Bắc nước Ý. Ôi, chỗ này nó cắm đến mấy quân đoàn liền. Sao cái vùng Thassia nó cứ đổi loạn liên tục thế nhỉ? Lòng trung thành đang dao động. Lòng trung thành đang dao động. Thằng nào dao động? Hết rồi. 44%. Từ từ, ta sẽ tăng từ từ. Ready for battle. We take this settlement for you, my lord. We cannot pass here. Cái vùng này hình như là nó ready for battle. Đế quốc Đông La Mã. À đây còn hai quân đoàn nữa này. Nó tranh thủ hồi ít quân đã. At once. Make yourselves at home. On the move, my lord. You there, get to work. Fleet reporting, my lord. Thằng Tây La Mã này có chiến tranh với ai không? Khoan dung tôn giáo, tính cách xếp hạng 24. Thanh niên này chiến tranh với Sassanid đây. Suvon. Suvon. Come then, speak. Ồ, thằng Hung Nô nó mò ở đây rồi, nó đốt hết chỗ này rồi. Anh hùng anh nhiên. Anh chiến tranh với tất cả. Anh đi đốt sạch, cướp hiếp giết. Rút về sửa chữa cái hạm đội này đã. Sassanid đánh nhau với thằng đi trên đất của mình. Ngon. Cái thằng dợ này này. Không khó nhỉ. Mua mấy cái thuyền đã, chờ mấy cái hạm đội này đến nơi thì mệt lắm. We fight for you, my lord. Ready for orders. Kiểu gì mà thằng Tây La Mã này chẳng chiến tranh với thằng Hung Nô, sớm hay muộn rồi. Không thích Tây La Mã mà. Chúng ta lên siêu cường bị trừ 100 điểm ngoại giao, sợ thật. Ready for orders.
Mình đang phải chuẩn bị hạm đội sang bên kia. Quân đã mua đủ chưa nhỉ? My lord. Rồi ok. Advance. Có thêm hai quân đoàn đã sang bên kia rồi. Ở đây tiếp tục công trình tôn giáo. Hết cả thực, cái này làm nào bây giờ? Đây công trình tôn giáo nữa thì hết thực nữa. Không có tướng nào để thiên về xảo quyệt. Trừ lương thực rất nhiều. Ready for orders. Hạm đội. Một hạm đội đóng ở đây rồi. Sắp chuẩn bị có chiến tranh với Sassanid đi. Ôi ơi. Chúng ta đã giải quyết xong khu vực hai thằng La Mã rồi. Thằng Tây La Mã thì chắc cũng chả sống được lâu đâu. Mình chỉ thích cái đội pháo của nó thôi. Bằng mọi giá thì ổn định được cái vùng này đó. Rồi xong rồi. Chống lại Hung Nô vào lúc này nó không phải là một cái gì tốt đẹp với mình à. Mình không muốn vì cái thằng Đông La Mã này mà đánh nhau với Hung Nô. We live for battle. We dream of it. We relish it as others do a fat goose. And you look plump. Thằng này tuyên chiến mình á? Gọi đồng trinh tham chiến. Chúng ta đánh ở sa mạc chúng ta sẽ được cộng điểm. Để xem mình ăn được nó không nữa. Như này thì lại tăng thêm điểm ngoại giao với thằng Sassanid này. Không sợ hai quân đoàn của mình đang tiến sang đây rồi. Lâm ba cái thằng dợ ở phía nam này mọi dọa mình.
Warriors at your command. Vậy sao sĩ khí lại bị tụt ác này? Spears! Spears at your command. What are your orders? Tribesmen! Raiders! Bên này nó có thằng tướng. We attack as one! Raiders advance! Đánh ở sa mạc về lý thuyết mình sẽ được cộng mà sĩ khí cộng, đúng rồi, được cộng rồi, 26 và phòng thủ cận chiến nữa. Tấn trương xuất sắc giáp chặn sát thương tầm xa và chống kỵ binh. Có điều chúng nó toàn lính giáo này. Cho mấy con ngựa nó vào trước đấy. Under attack! Đuổi nhau với mấy thằng Trung Đông này á. Mày nhanh vào lùa ngay mấy thằng tầm xa đó, đừng có đùa. Lý Diều này phải sốc cho nó liên tục không thì mình mất tinh thần đấy. Rồi nó toàn lính giáo với lính Diều, bực thật. Sốc chay. Nhấp nháy rồi, mất tinh thần rồi. Nhanh 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 vào, nhanh nhanh nhanh. Nhanh còn kịp. Hạ thằng Diều này nó đã mất tinh thần đi, nhanh thì còn đưa quân tiếp viện sang rồi, quân bên kia chạy hết rồi. Nhanh. Thằng Diều nó lì thế, chưa chạy cả.
Chúng mày xuống Trung Đông chúng mày không ăn được đâu. Khi xuống Trung Đông bọn anh được úp tinh thần đấy. À được úp nhiều thứ phết đấy. Đừng... Các chú đừng đùa. Cố lên anh em. Lùa đó. Tăng tốc lên. Cố lên. Chạy nhanh lên nào. Đúng rồi. Tao sợ mày quá cơ. Thôi quay lại. Sợ gì. Xong. Hai thằng này xốc vào đằng sau lưng nữa là đẹp. Nào cho nó hẹo. Thế thôi mà. Ô, mấy con lạc đà này, mấy con cướp sa mạc này rất nhẹ, quánh đi. Chuất đấy nhỉ. Lùa chúng nó lại luôn, không cho chúng nó chạy. Tộc Jack và Nick. Nói chung là mấy thằng dợ mà xuống sa mạc là không ăn thua rồi. Cố lên anh em. Con ngựa này phải rút ra sốc. Đạp rút ra sốc vào thì nó mới có hiệu quả. Rồi tiếp tục đi. Cố gắng. À vẫn đang lén lao vào lưng chúng nó đây đây. Đúng rồi. Ủa nó đứng bên này à? Cho con ngựa sang bên này đi. Rồi vào đây. Xốc từ bên này vào đi. Bám này của nó hết rồi. Mày láo này. Giết không tha một thằng nào luôn. Chém cho không sượt phát nào luôn. Chúng ta đánh ở Trung Đông chúng ta mới được lợi thế này thôi. Đánh ở lên rời khỏi Trung Đông thì chúng ta không làm ăn được gì đâu. Thôi rồi. Tưởng chú thế nào. Ngán nhất thì chúng nó toàn lính giáo kìa. Nó xỉa quân mình chết nhiều quá. Nếu là lính kiếm bình thường thôi thì chắc không làm sao. Lính kiếm giáo nhiều quá. Còn kỵ binh của nó thì chấp. Lính của nó lính speed thì mình lại không sợ. Chúng ta phòng thủ ở Trung Đông thì bọn này ít có cửa ăn được lắm. Nói chung là vậy, ít có cửa ăn được. Vua nó đấy, chết tại trận luôn. Còn một quân đoàn đóng phía nam thì kẹt rít luôn rồi, chắc không làm gì nữa. Quay về mình khử lốt nó đi. Ôi, mấy thằng này thích chiến tranh, cho mày chiến. Đợi chúng nó gây chiến trước chứ, mình có chủ động gây chiến không?
Lại bắt thằng Đông La Mã phát nữa sao? Ready for orders. Để sau thằng Hung Nô nó đốt thôi mà. Để sau thằng Hung Nô nó đốt thôi. Xem thằng Tây La Mã này. Tây La Mã chiến tranh với Hung Nô à? Mình biết mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mượn tay Hung Nô tí đã. What an honor you do us. Come, speak. Nó chưa chịu hiệp ước này đâu. À. Cho nó tí tiền. Nhà mình có điều kiện mà. Mượn tay cái bọn cướp bóc này để... Úi xời. Besieging settlement. Rất nhiều xe bắn đá. Xịn. Let them cower before our might. To battle. We fight for you, my lord. Advance. Kill them all. Cố gắng cướp lấy mấy cái xe nhá. Không biết cướp được cái xe nào không? Bọn này có xe bắn đá này. Cướp không? Có hai cái. My lord. We fight for you. Ồ, bắt được cái xe bắn tên mới đâu. Bắt được cái xe bắn tên. Xuất sắc sát thương xuyên giáp, xuất sắc sát thương tầm xa. Đấy. Ready for battle. Không có được thứ mình cần. Có từ từ, đừng chạy vội. Chúng ta đu dây ngoại giao với anh Hung Nô à? We fight for you, my lord. I want hourly patrols. Kill them all. Đây có. You have further orders? Bọn này không có xe bắn đá. My lord. Mình cần cái xe bắn đá to to thôi. Xe này. Farm được mấy cái xe bắn đá to to là tốt. Ready for battle. Yes. Heading for port. Making for... Chiến tranh xảy ra ở cái vùng bên này rồi. Chắc là mình phải rút một hạm đội về đây. A flapping tongue that speaks without wit. I'm sure you have many pleasant. Thằng này thì chả gì phải đáng ngại lắm. Ôi, nhưng mà nó đang đồng minh với là Long Go Ba. Đông La Mã chắc lượt sau là hẹo. Mình còn nhiều việc phải lo hơn là đi kiểm soát mấy cái vấn đề của chúng nó.
Mình lên cấp 2 mới xây được cái ruộng tiếp tiếp à? Âm lương thực lòi mắt ra rồi, nhưng mà chị An nó vẫn tăng được bởi vì có quân đồn trú. Trừ 12 lương thực vãi thật. Thằng này thì đánh được mấy phát. Hơ, tậu được con xe bắn đá à? Mày này mình tăng điểm ngoại giao thằng Sassanid đâu. Thằng Sassanid nó đang chiến tranh thằng này mà. Đấy, greetings. Now speak plainly. Mình cũng không muốn chiến tranh với mấy thằng trên này. Bọn này thì kệ nó, không ăn được, không mò xuống dưới đâu. Ready for orders. Your orders, my lord. Ready for orders. Đóng hạm đội ở đây thì là chắc tốt hơn phòng thủ. Ready for orders. Lần sau rút quân về. Ready for battle. We cannot do that. Nó tấn công được ở đây. Thành bên dưới này nó đâu có đánh được. Nào, tiếp tục đi cưng. Nói chung là phía trên đấy là mình đốt sạch đi. Đốt đi cho nó thoáng đất. Kể ra thì bắt được mấy thằng chư hầu là La Mã thì cũng tốt đấy, nhưng mà có thêm mấy thằng đấy thì nó có đội hình Testudo thì cũng tốt. Bây giờ mà chiến tranh với thằng Sassanid như là đau đầu nhỉ. Không biết bao nhiêu lực lượng mới đủ. Không biết phải huy động bao nhiêu lực lượng thì mới đủ. Mấy thằng này chưa thích lập quốc à? Thấy ăn không được lại rút ra.
sao Nguyên Tân 42 tuổi mà hẹo rồi. Lòng trung thành đang dao động. Thằng nào? Thằng nào lòng trung thành dao động? Thu phục hết bọn này về. Quyền lực của chúng ta phải lên một chút xíu đã. Lên cái mức này. Tăng trung thành đây nè. Ready for orders. Lưng này lên trước á. Lưng cái này là sẽ lưng được cả công trình tôn giáo này. Tốt rồi, có thêm hai quân đoàn nữa. Mọi việc sẽ easy hơn rồi. Thằng này hẹo rồi. Advance. Toàn lính speed. Đấu với toàn lính giáo của mình đấu trên sa mạc thì ăn làm sao được. Nó toàn lính speed đấu với lính dìu là thua rồi. Nhìn đã biết là thua. Ready for battle. Advance. Một thằng đã được loại bỏ. Hùng nô, hùng nô nó đi nó đốt nó phá hết cả cái khu này, thằng nào nó cũng đập. Mình hạng 1, Sasanit hạng 2 à? Hùng nô hạng 3. Cho cái hạng đội này đây đã, chuẩn bị. Chuẩn bị đưa quân sang áp sát lãnh thổ của đồng minh này đã. Hai con đoàn này. Lạc đà móng vàng. Lại bắt thằng này làm chư hầu. Mình có đánh đêm chưa nhỉ? À có rồi. Không cần phải giết quân của nó. We fight for you, my lord. Lính đánh xa của La Mã thì thực sự chả có cái gì để đáng để quan tâm. Thái tử cũng được. Thái tử chỉ số khá tốt này. Thanh niên này đi phục hưng La Mã tốt hết nhỉ? Ready for orders. Making for port.
tôn giáo chúng ta sẽ là 59%. Phát triển mấy nhà lính ở đây à? Phát triển mấy nhà lính ở đây. Mấy cái mù vào mỡ một này thì phát triển nhà lính ở đây à? Nan giải ghê nhỉ. Nếu phá hủy đi thì xây nhà lính nhỉ. Mấy vùng này màu mỡ có một, chị An thì rất là tốt. Thay vào nhà lính để nghiên cứu đã. Xây nhà lính ở đây. Tiếp tục thêm một quân đoàn nữa. Chưa có tướng nào mạnh. Sĩ khí khi tấn công. Nói chung là cũng tạm được. Ok. Hai quân đoàn đóng ở khu vực bên này. Cộng thêm một hạm đội nữa, tí nữa mình kéo ra đây nữa. Thế là ổn mà. Làm gì mà chúng nó có đủ sức mà đánh được nữa nhỉ? Đây rồi. Một hạm đội đóng ở đây rồi. Tình hình đang được kiểm soát. Cần thêm một hạm đội nữa. Đây rồi. À ơi, nó lên thuyền đâm hút hạng nặng à? Hay quá nhỉ? Cái này nó chỉ thành phù hợp cho thống đốc. Năm 434. Get to it, man. You have further orders? Lâu ngày chưa chị An được. Một thống đốc tỉnh. Africa cho an toàn.
tôn giáo 59%. Orders, my lord. Đô đốc ngon nhỉ, đô đốc này ngon thế, vợ cũng ngon. Hai hạm đội đóng ở phía trên, mình không đủ tướng thôi. Ô, mấy anh Slaver vẫn còn cả. Mình đu dây ngoại giao mấy thằng Hung Nô, liệu có nguy hiểm không nhỉ? Sassanid bắt đầu cho quân sang nhà mình đấy. Đó là một biểu hiện của một sự lươn lẹo rồi. Quân ly khai La Mã khôi phục được cái vùng đất rộng này. Mấy ông này nữa. Quý tộc sinh con. Lại sinh con. Vào khuôn khổ rồi. Học viện. Thằng Sassanid làm trò gì mà đóng quân ở nhà mình đông này rồi. It is an honor to serve you. Forming a blockade. Ready for orders. It is an honor to serve. Vùng này trông thế mà lại nổi loạn được à? Trừ 10 lương thực. Reporting, my lord. At your command. Ready for battle. Chị An đến bao giờ mới xong? Vùng này lương thực chưa lên được cái cả này. Đấy, lên này có cá đã mới nâng cấp được. Nguồn cung lương thực của mình đã sụt giảm. For orders. Tiếp tục phải mua quân này. La Hay Gia Tát à? Tên thằng này vãi lúa. Destination reached. Come, join our ranks. Hạng trung rất nặng, hạng nặng. Bốn con lạc đà đẹp rồi. Lên. Lên.
125 lương thực. Chị An cũng ổn. Kệ. Chị An ổn. Tạm được. Đang thiếu lương thực. Vùng này không xây được công trình tôn giáo. Taxia. Ready for orders. Thằng này mới có xảo quyệt 5, không đánh được. At your command. Từ. My lord, advance. At your command. Ready for orders. Journey completed. Xong thì mình bổ sung lực lượng tiếp như thế nào nhỉ? Cuộc chiến với Sassanid thì đến gần rồi mà chưa tập trung được lực lượng. Ready for battle. I don't care how tired you are. Set up the wall. Thái tử về đây đã. Ồ, thanh niên lại chịu khó đi khai hoang thế. Lên đến 75% là chúng ta có thể xây được hai cái nhà lính để cuối à? Mà mình chưa biết là cái nhà lính đời cuối có thể xây được ở nhiều vùng không hay là chỉ xây được một nhỉ? Chưa bao giờ mình xây luôn. Tạm thời chắc mình sẽ không chiếm thêm đất để mình phát triển cái tôn giáo đó. Anh Hung Nô, anh đang tàn phá Bắc Âu. Tất cả các phe phái ở Bắc Âu đang bị tàn phá nặng nề. Anh này lại đi bụi đời rồi. Lại đốt nhà để đi bụi đời rồi. Thế chiếm được cái thành cơ mà. À, lại bị Hung Nô nó đốt à. Khổ nhờ.
Cái thằng hung nô dã man quá, nó đi đốt hết nhà của người ta. Lòng trung thành đang dao động. Quyền lực chúng ta đã ở lại lên được cái mức này rồi. Thâu tóm hết quyền lực, tăng cái ảnh hưởng mình lên, để cái này không ổn. Thằng này bây giờ mới có đồ à? Chưa đeo đồ à? Trời ơi, cấp 2 nó đánh đêm luôn. We fight for you, my lord. On the move, my lord. Thằng này cấp 5 rồi còn chưa đánh đêm được này. Is that all, my lord? Finding shelter. Cấp 5 rồi còn chưa đánh đêm được đây này. A noble cause requires noble men. My lord. Ready for orders. Ready for battle. Make haste, man. Nếu mình áp sát thì phải áp sát đây gần hơn nhỉ. Is that all, my lord? Ra đây đi cưng. Ready for battle. Cho thằng này ra đây nữa. Muốn không sợ hết thực thì mình chỉ có thể là miễn thuế một số các cái vùng nào đó để sau đó mình phát triển. Ready for further orders. Trừ 10 lương thực. Ready for orders. Ready for orders. At your command. Xe bắn tên mới đau lòng anh em. Cho này ở lại đi. Biết đâu kiếm trác được cái gì. Ready for battle. My lord. Thì nó là quân đoàn rất mạnh. We fight for you, my lord. Trên này mình cần thêm một quân đoàn và một hạm đội à? Trên này cần quân đoàn và một hạm đội. Tấn công dọc ở bên này sang. Một quân đoàn thì nghe chừng cũng hơi đuối. Ready for orders. Need reporting, my lord. Quán quân kỵ binh. Nó tuyển thêm được một thằng tướng kỵ binh nữa rồi. Tiếp tục một quân đoàn nữa phải thành lập. We fight for you, my lord. Come,
Join our ranks. Quá nhiều quân đội. Quá nhiều quân đội. 34 lương thực. Âm lòi mắt. Hôm nay tướng này ghê nhỉ. Ô tướng ở tận bên này. Chưa tấn công được. Sassanid ơi, suy yếu rồi. Mình sẽ chờ nó tuyên chiến mình trước. Mình sẽ chờ nó tuyên chiến mình trước. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào chuyển quân đến Cao Hùng. Và khi bắt đầu nó tuyên chiến một phát là mình sẽ đập nó luôn. Đây là chúng ta có thể khôi phục một cái thư cảm trên này. Phủ thân châu Âu đang bị tàn phá bởi Hung Nô. Hung Nô châu Âu đang bị tàn phá. Mình cũng chả muốn tiến lên cái vùng đấy. Chúng ta rời khỏi sa mạc thì chúng ta không còn là chúng ta nữa rồi. Nên là mình không tiến cao lên trên đấy làm gì cả. Chúng ta chỉ mạnh khi chúng ta còn ở sa mạc thôi. Bị Hung Nô nó đánh cho chạy re kèn hết nó xuống đây. Khổ thân. Bác bỏ à? À. Chảnh. Mày. Lòng trung thành dao động à? Kêu gọi sự ủng hộ của giới quý tộc lên. Chuẩn bị sẵn lực lượng. Ready for battle. My lord. March. We fight for you, my lord. My lord. Advance. Quân đoàn này còn 19 thằng, nó thiếu cái gì nhỉ? Đây là một trong những vùng mà chúng ta cần phải khôi phục.
những vùng mà chúng ta cần phải khôi phục. Cho hạm đội này lên đây đã. Chỗ này thì Hung Nô nó đốt sạch rồi. Ôi dồi ôi, Hung Nô ơi, trên này toàn thấy màu đen à. Khu này thì còn mấy cái nhà. Còn dưới này thấy nó đốt sạch rồi. Kinh quá. Ấy mà còn lấy được thêm cô vợ Hung Nô là nó. Fine meat roasting for you and wine all. Attila. Attila. Bằng cách nào mà thằng Đông La Mã vẫn sống sót nhỉ? I have little gain in wasting the day on you. What is? Mấy thanh niên này liệu có trụ được không? Nhưng mình không có một quân đoàn nào ở khu vực chỗ này thì có vẻ hơi hơi nguy hiểm nhỉ? Hạm đội thì thêm được một hạm đội nữa. Có thể là thành lập cho một quân đoàn lên khu vực trên đấy. Recruiting ships. Assembling the fleet. We need good strong men. Okay. Yes. Cho một hạm đội đóng ở dưới này. We fight for you. Cứ đóng đây ạ. Quân đoàn kia nó chưa lên. My lord. Tình hình căng như dây đàn. Chiến tranh là bất kể lúc nào luôn. Chiến tranh có thể xảy ra bất kể lúc nào. Cái bọn ở nước Anh chắc là cũng không thể mò xuống được mình, bởi vì Hung Nô nó đang càn quét cả cái khu đấy. Nó đang đốt hết cả khu đấy rồi. Mình vẫn để cho đế quốc Đông La Mã sống sót đã là một vinh dự cho nó lắm rồi. Mấy thằng ăn lê này. Marcoman. Lại xây nhà. Lúc nữa Hung Nô nó lại xuống nó đốt. Nó hình như là mấy thằng dợ này nó cũng ghét thằng Hung Nô mà. Thế này. À thằng Sassanid mà. Cán cân quyền lực của chúng ta tiếp tục tăng lên rồi. Quyền lực của chúng ta đã lên đến mức 50%. Tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của giới quý tộc nữa. Điều chỉnh cán cân quyền lực nó là một nghệ thuật đấy.
Kingsman. At your command. Bắt được ngay cái xe bắn tên. Fleet reporting, my lord. Making for port. Fleet reporting, my lord. Thêm một hạm đội nữa sang bên này à? At your command. On the move, my lord. Tốt rồi. Mình nghĩ là đủ. Đủ với phòng vệ rồi. Được, như này là đủ phòng vệ. Nhưng còn cái lực lượng để chống Sassanid thì mới là vấn đề. At your command. I want hourly patrols. Ready for orders. We fight for you, my lord. Advance. Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. My lord. Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Mình chờ Sassanid nó tuyên chiến mình. Chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ạ. Điểm ngoại giao đang tụt rất mạnh rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình đang cố gắng cái duy trì cái chính sách ngoại giao đu dây giữa bọn Dợ này và Hung Nô ấy. Bởi vì là Hung Nô thì nó đang chiến tranh với tất cả, và mình thì cũng phải cố gắng duy trì hòa bình với bọn Dợ để ổn định cái khu vực phía Tây, để chúng ta dồn lực cho cuộc chiến phía Đông. Chúng ta vẫn duy trì lại 3 quân đoàn ở khu vực, một khu vực ở châu Phi 2 quân đoàn, và châu Âu 1 quân đoàn. Khu vực Capcas mình đang cử thêm một quân đoàn nữa sang. Oh, lại tốt rồi. Đã có một vụ đốt phá đây rồi. Thằng này thì chắc đã không làm được gì đâu. Chuẩn bị mình sẽ bập nó chết luôn. Chấm dứt đồng minh phòng liên minh phòng thủ của chúng ta. Vậy là chúng ta sắp phải chiến tranh thêm với một thằng nữa rồi. Vâng, trung thành đang dao động. Sửa toàn bộ, tốn mất. Ừ.
khả năng kiểm soát chúng ta đang ở mức cao rồi, 50%. Lòng trung thành đang dao động là thằng nào? Cảm quân quyền lực đang ở mức tốt mà. Ready for orders. Heading for port. Chưa xây được nhà. Màu mỡ là một. Ready for battle. Vào đây đứng đi. Ở đây mình đang duy trì mấy nhỉ? Có một quân đoàn trên này. Đây là quân đoàn rất mạnh mà có thể khả năng tấn công được. Được. À, sang đất của thằng đệ này thỉnh thoảng xem có kiếm được thằng quân nào ngon ngon nhỉ. Ready for battle. Is that all, my lord? Cung. Mình đang cần tăng tôn giáo. Công trình tôn giáo không có nhiều. Palestine, Jerusalem. Âm lương thực nặng quá nhỉ. Chúng ta cần tôn giáo hơn là cần tiền. Xây công trình tôn giáo đây. Hy vọng là nó chưa chiến tranh với mình trước 70 hay 75% nhỉ. Mươi 75 nhỉ. Để lên được cái nhà để lính đời cuối. Chỉ có cái nhà lính mới lên được kìa. Nhà ngựa không lên được, chỉ có nhà lính lên được. A tác chuyển chọn. Theo đạo hồi thì lâu lắm, 75%, 75% đạo Do Thái, 75% đạo Do Thái.
-1. Xây công trình vệ sinh ở đây à? Your orders, my lord. Trời, anh Sassanid anh làm loạn mà lâu thế nhỉ? -1 rồi, tỷ ta tụt rất nhanh rồi. Chắc không quá 3 lượt nữa đâu nhỉ? Yeah. Là chiến tranh xảy ra. Chắc không quá 3 lượt đấy mà sẽ có chiến tranh. Ready for orders. Look to the defensive. At your command. Make haste, men. Advance. Waiting for more orders. At your command. Vẫn thiếu lực lượng, vẫn cần phải bổ sung thêm. I want hourly patrols. Fleet reporting, my lord. Đếm nào. Pích. Pích pích. Thằng Marco Man kia chắc là mình sẽ xử đẹp nó lốt nhỉ. Sao thế này nhỉ? Nó đang hết thực à? Hay làm sao mà quân nó chết liên tục này? Mấy thằng dợ ấy mò mò đất của mình. Sugo. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Ô. Bất ổn chính trị chúng ta không tóm được. Thôi rồi, chả sao rồi. Xem Sassanid nào nào. Chắc là sắp chiến tranh rồi. -13. Come, speak. Come on, do not waste time. Sao sao đi ơi. Ready for battle. Quan cung thủ. Hmm.
À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.